Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quay trở lại với Proma Channel. Thì trong bài số PMC28 lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về cái Project Evaluation, tức là đánh giá sau dự án là như thế nào. Thì trong bài này thì chúng ta sẽ thử đánh giá sau dự án của một cái ví dụ về một cái dự án có tên là Proma Digital. Thì thực ra đây là một dự án có thực tôi cũng đã từng trải qua. Thì nó là một cái dự án về một cái kênh digital thay thế thêm vào những cái kênh truyền thống của một cái ngân hàng. Tuy nhiên là do cái thời lượng không cho phép nên là chúng ta sẽ chỉ đánh giá ở mức high level trong một vài slide thôi, chứ còn nếu mà chúng ta đánh giá toàn bộ cái bản word của nó tận 20 trang thì nó sẽ mất thời gian của các bạn và có thể là không cần thiết. Ok, thì trước khi bước vào bài hôm nay thì nếu mà các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn có thể đăng ký để chúng ta có thêm những người bạn mới, và để lại bình luận bên dưới nếu mà có đóng góp và bình luận thêm về cái chủ đề này. Ok, hãy cùng bắt đầu nhé. Trong phần 1 thì chúng ta trước khi vào đánh giá thì chúng ta cần có những cái general info của dự án, thì để nó như là một cái summary để cho người ta biết được đây là dự án gì, mà thì có project name này, code này, head of PSC tức là trưởng ban chỉ đạo này, rồi trưởng dự án project manager và cái ngày start date của dự án. Thì những cái này là thông tin rất là chung, các bạn có thể thêm vào bớt đi thì tùy theo cái mức độ nông sâu của các bạn, thì cái này nó cũng không quan trọng lắm. Tiếp theo nữa là đến cái phần là phân tích xem là chúng ta đã đạt được những cái gì. Thì cái này nó cũng đã đề mention ra trong cái tài liệu PMP rồi, thì các bạn có thể bám sát vào đó để so sánh, để xem xét xem là chúng ta đã đạt được những cái đó chưa. Ví dụ trong dự án này thì nó sẽ đã hoàn thành deliver một số những cái hạng mục như là cái business and cooperation model, tức là cái mô hình kinh doanh và hoạt động, và cùng với lại tất cả những cái contract, những cái contract sign off với lại bên phía partner ấy. Tại vì giờ cái kênh này là chúng tôi có liên kết với một partner để xây dựng kênh này mà. Tiếp theo nữa là cái gì đấy ạ? Đã hoàn thành cái financial model. Thì trong cái financial model này thực ra nó là chính là cái business case. Khi mà chúng tôi phân tích ba cái kịch bản high, medium and low ấy, thì nó chính là cái business case. Và tại tới cái thời điểm đó thì team dự án quyết định là sẽ dùng cái kịch bản medium là cái KPI cho dự án. Thì tất nhiên financial model này nó sẽ derive xem là chúng ta launching những sản phẩm nào, nó là net interest income hay là fee income, rồi cái tốc độ acquire khách hàng là như tốc độ thế nào, rồi tốc độ retention khách hàng vân vân. Thì từ đó thì chúng ta sẽ ra được cái profit and loss của cái kênh này sau khi mà đã trừ đi cái chi phí cũng như là cái lợi nhuận chia sẻ lại cho bên đối tác. Chúng tôi cũng xây dựng được cái HR hierarchy và operational cái operation governance, tức là cái phần mà liên quan đến cái khung năng lực rồi khung nhân sự để mà vận hành cái kênh này. Tại vì kênh này nó là một kênh tách biệt nên là tất cả những cái thuộc về nhân sự, chi phí nhân sự của nó cũng sẽ là tách biệt, tức là người của nhợ của cái kênh này thì sẽ không tham gia vào bán hàng cũng như là hỗ trợ những cái kênh khác. Tiếp theo nữa là chúng tôi cũng đã hoàn thành cái phần product design và build and launch ba cái product key nhất là Casa TD và credit card. Thì nó cũng là một cái thành tích rất là đáng kể. Ngoài ra thì cũng build được các cái operational process và user manual. Thì cái này thì tuy là nó cũng tốn nhiều giấy mực nhưng mà chúng ta phải build, và sau đó chúng ta cũng phải training cho cái đội nhân sự này để họ có thể vận hành được. Thì đây các cái process này, ví dụ như là quy trình mở tài khoản này, rồi quy trình là xử lý khiếu nại khách hàng này, quy trình giao thẻ credit card này, vân vân, nó có rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải follow đây. Tóm lại là quy trình vận hành đó. Rồi chúng tôi cũng hoàn thành cái việc là mở những cái counter. Thì những cái concept của những cái counter, những cái quầy đây thì nó hơi khác một chút, để cho nó mang tính chất tư vấn và hỗ trợ khách hàng funny hơn. Thì những cái quầy này nó được thiết kế như những cái quán cà phê á, chứ nó không phải là những quầy giao dịch bình thường. Thì từ đó thì tăng cái mức độ engage đối với khách hàng và nó thú vị hơn. Tất nhiên là nó sẽ tốn tiền hơn, nhưng mà nó cũng có những cái lợi ích riêng của nó mang lại đến cái trải nghiệm khác biệt đối với khách hàng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tất nhiên rồi, chúng tôi cái hoạt động cơ bản là chúng tôi phải set up được các cái hạ tầng IT and operation, cái hạ tầng IT và and operation. Thì cái này thì cũng đã kết, không chỉ là kết nối vào cái hệ thống của bank mà còn các cái partner có liên quan như là vé máy bay hoặc là chơi game hoặc là online content. Thì nó là như vậy, nó theo đúng như cái business model đây này. Chúng tôi cũng hoàn thành cái việc là build các cái business dashboard và report.
report thì business dashboard đây là những cái chỉ số mà các bạn hình dung giống kiểu cái bảng line trên thị trường chứng khoán ấy, thì đây nó cũng là những cái dashboard mà chúng tôi có thể nhìn trực tiếp xem là cái tốc độ bán hàng của kênh như thế nào, bao nhiêu account mở mới, CASA TD balance biến động như thế nào, rồi customer tăng giảm như thế nào, rồi những cái chỉ số như là CIR tức là cost income ratio, xem là chúng tôi mất khoảng bao nhiêu tiền để acquire được một khách hàng. Thì đó là những cái mà trông thì nó đơn giản thôi, thực ra là không đơn giản để build được những cái report và dashboard như vậy để chúng ta phục vụ cho việc là timely making decision cho những cái quyết định mà liên quan đến các cái chiến dịch bán hàng hoặc là fine tuning cái sản phẩm, thiết kế sản phẩm của chúng ta. Và cuối cùng là kênh cũng hoàn thành được bộ nhận diện thương hiệu riêng và các cái chiến lược marketing cũng như là cái hệ sinh thái phi công nghệ, tức là liên kết với các đối tác để mà bán chéo sản phẩm hoặc là marketing marketing bán chéo sản phẩm và tiếp thị đến những cái kênh đó, chủ yếu là những cái kênh của các đối tác mà có đầu tư vào cái hệ thống này, đầu tư vào cái hệ thống cái dự án này. Ok, thế thì đấy là những cái đã đạt được, còn những cái mà chúng tôi chưa đạt được theo như cam kết ở trong PMP là gì? Thì đầu tiên là chúng tôi bị missing một cái sản phẩm là UPL, thực ra đây nó là sản phẩm overdraft, tức là thấu chi. Thì do một là thời gian, mà hai là chúng tôi nhận thấy rằng là cái sản phẩm này nó tương đối là risky. Risky nếu mà chúng tôi triển khai, nên là tạm thời là chúng tôi trì hoãn một chút để khi nào mà cái tập khách hàng nó đủ lớn và chúng tôi thấy rằng là chất lượng khách hàng nó có thể gọi là đảm bảo, thì lúc đó chúng tôi sẽ offer theo từng khách hàng chứ chúng tôi không offer theo kiểu một loạt khách hàng. Rồi chúng tôi cũng bị miss cái deadline, cái KPI là phải sign off được contract để mà liên kết với 3 partner nữa. Thực ra là có 12 partner thì chúng tôi mới chỉ liên kết được 9 thôi, còn 3 partner nữa là chưa liên kết được. Thì cái này nó là cái missing. Thì thực ra các bạn biết là bây giờ công nghệ nó vẫn rất là available, nên là đôi khi những cái lợi thế cạnh tranh của một cái kênh nào đó, của một cái dịch vụ nào đó, nó lại đến từ cái hệ sinh thái phi công nghệ, tức là việc chúng ta có thể liên kết được với các cái gọi là ông lớn hay không. Tôi lấy thí dụ như là Techcombank chẳng hạn. Techcombank là một ngân hàng, tôi không nói là bình thường đâu, nhưng mà cũng không phải quá xuất sắc về mặt công nghệ so với lại các bank khác đâu, như là Tiên Phong hay VP đâu. Nhưng mà Techcombank họ thừa hưởng cái chuỗi giá trị khi mà họ có những cái doanh nghiệp cực lớn đằng sau như là Vingroup, như là Masan. Nên là những cái hệ sinh thái của Vingroup chẳng hạn, từ mua nhà, mua xe, nó rất là nhiều khách hàng và tập khách hàng nó rất là lớn và lại là toàn là khách hàng ngon cơ. Nên là Tech người ta có thể tận dụng được những cái yếu tố lợi thế cạnh tranh phi công nghệ như vậy để mà nâng cao cái vị thế cạnh tranh cũng như là chất lượng sản phẩm, chất lượng kinh doanh của người ta, business performance. Thì đây chính là cái yếu tố đấy là nó ảnh hưởng rất lớn trong cái vấn đề kinh doanh ngày nay. Tiếp theo nữa là chúng tôi cũng dự án này cũng không hoàn thành cái việc là tuyển đủ người. Thực ra là cũng hoạt động trong cái tình trạng là nó hơi bị thiếu người, nên là khiến cho cái việc chất lượng deliver, chất lượng không phải chất lượng mà là cái thời gian deliver tương đối chậm, và có thể là cái chất lượng triển khai nó chưa được tốt. Thì cái này không phải là vì chúng tôi không muốn đẩy nhanh, mà là thực sự là người trên thị trường mà có thể làm thiết kế các cái dịch vụ liên quan đến trải nghiệm khách hàng, liên quan đến product design, phân tích các lợi thế cạnh tranh, rồi value proposition theo đúng như cái chiến lược của cái kênh này, là nó rất là khó, nó rất là hiếm, nên là cái việc tuyển dụng nó tương đối là phức tạp. Ngoài ra thì chúng tôi cũng là đơn vị mà nó chưa có tiếng trên thị trường, nên là cái việc acquire được nhân sự nó cũng gặp nhiều khó khăn. Okay. Thế thì đấy là những cái gì đã đạt được và những gì còn pending. Tiếp theo nữa là trong cái báo cáo này, đánh giá này, thì chúng tôi có mention đến những cái đánh giá theo các cái chiều hướng, theo các cái aspect đã được mention trong tài liệu PMP, và so sánh giữa cái plan theo kế hoạch và thực tế thực hiện. Thì ví dụ như scope thì có 4 sản phẩm thì chúng tôi mới chỉ deliver được 3, còn chúng tôi cũng đã launch được một cái counter. Thì những cái scope này là chúng ta sẽ bám vào cái tài liệu PMP xem là đã mention cái gì và hiện nay chúng ta thực hiện được bao lâu. Timeline thì cũng tăng lên 50% vì các lý do cũng có thể chấp nhận được. Ví dụ như là chúng tôi thiếu nhân sự rồi, thì nhân sự người ta ngồi tản mạn ở
hai đầu đất nước, nên là cái việc communicate nó cũng tương đối phức tạp. Ngoài ra cái partner của chúng tôi thì người ta chỉ giỏi về công nghệ thôi, chứ còn thì các cái nghiệp vụ về mặt ngân hàng thì có thể là người ta cũng chưa được nắm vững lắm, nên là những cái về mặt thiết kế quy trình backend ấy thì nó khá là phức tạp. Trong khi đó những quy trình frontend thì người ta khá giỏi, tại vì người ta giỏi về customer experience và banker và IT mà. Nhưng mà cả những cái quy trình backend ấy thì nó rất là phức tạp, những cái know how nó phức tạp, nên là đôi khi họ cũng hơi bị surprise. Ngoài ra cái quy trình việc đàm phán với lại đối tác để mà phân chia cái tỷ lệ chi phí doanh thu nó cũng kéo dài, nên là nó ảnh hưởng đến cái timeline của dự án. Thì đây là tôi đang lấy thí dụ của cái dự án này. Còn trong cái dự án của các bạn thì các bạn phải nêu ra xem là dự án đã gọi là tiết kiệm được bao nhiêu thời gian hoặc bị delay bao nhiêu và lý do của nó là gì. Cost thì dự án này thì chúng tôi mới chỉ tiêu hết có 70% cái upfront cost thôi, nên là nó cũng có thể nói là một thành công. Thì chủ yếu những cái saving ở đây là do là chúng tôi cũng tương đối ít đi lại và nhân sự tuyển thì nó không được đầy đủ, có nhiều nhân sự thì lại làm việc kiêm nhiệm, nên là dẫn đến cái việc là cái cost này nó tương đối là có thể tiết kiệm được khoảng 30%. Project governance thì cũng đã hình thành được các cái stream, cơ bản hình thành được các stream như là IT này, operation này, finance này, HR này, rồi project management vân vân, thì cũng là một cái điểm sáng. Tóm lại on track. Rồi các issue risk and issue management and resolution thì chúng tôi cũng mention đến 7 cái 3 cái risk và 4 cái issue lớn trong cái quá trình triển khai dự án mà chúng tôi đã gặp phải và cách mà chúng tôi xử lý nó là như thế nào. Đó. Rồi các cái kênh communication thì đây là các cái tần suất họp và communicate với lại bank-wide cũng như là với khối chủ quản, ở đây là khối retail. Thì chúng ta cũng mention ở đây xem là cái tính compliant của chúng ta trong việc báo cáo và communicate đối với các bên liên quan là như thế nào. Đấy, thì tất nhiên là thời gian có hạn nên là tôi sẽ không đi chi tiết xem là scope thì so sánh như nào, tại vì nó tận 20 trang cơ, nên là các bạn có thể nhìn để hình dung xem là đối với cái dự án cụ thể này thì người ta phân tích theo chiều hướng như thế nào. Đó. Thì trong cái trang tiếp theo thì dự án này sẽ mention đến những cái key achievement mà đã gọi là cũng có thể nói là hứa hoặc là đặt mục tiêu trong cái KPI. Đặt mục tiêu thì đầu tiên là cái achievement lớn nhất là cái product launch. Thì bản chất ra là những cái kênh này thuộc về kênh kinh doanh, mà kinh doanh thì tất nhiên là chúng ta phải có sản phẩm và offer đến khách hàng thì chúng ta mới có thể gọi là có cơ hội gọi là tạo ra doanh thu và lợi nhuận được. Nên là product launch chúng tôi đã mention được đã launch được 3 sản phẩm và nó khá là được đánh giá cao trên thị trường. Ví dụ như là cái Kada và TC Balance thì nó vượt khoảng 30% so với lại cái overall balance của cái kênh truyền thống. Rồi cái unique counter thì cái counter này nó rất là đặc biệt và nó cho lại cái trải nghiệm khá là khác biệt đối với lại những khách hàng mà đến đây giao dịch hoặc là mở tài khoản vân vân, thì cũng là một cái điểm sáng. Khách hàng cũng đánh giá rất cao cái customer experience, những cái trải nghiệm khách hàng chẳng hạn như là gọi điện đến call center thì không phải chờ lâu này, chuyển tiền thì miễn phí này, app thì dùng rất là mượt, rất là nhanh và có cái trải nghiệm khách hàng rất là tốt. Nhìn chung là cái đánh giá đây là thông thường người ta sẽ dựa vào cái chỉ số voice of customer, có nghĩa là chỉ số người ta nhắc rằng là liệu rằng là nếu bạn mà có muốn gọi là offer hoặc là giới thiệu cái sản phẩm này đến người liên quan hay không, cho thang điểm từ 1 đến 5 chẳng hạn, thì cái số điểm mà đánh 4 và 5 là rất là nhiều, nên là chứng tỏ rằng là đây là một cái dịch vụ mà được đánh giá cao bởi những người sử dụng. Ngoài ra ấy, chúng tôi cũng đạt được chỉ khoảng 90% những cái financial KPI bao gồm là customer acquisition này, rồi CASA TD balance, rồi credit card issuance, thì nó cũng là một cái điểm rất là tốt, mặc dù không đạt được 100% đâu, nhưng mà trong một cái bối cảnh mà gọi là khó khăn của thị trường cũng như là những cái rủi ro, những cái vấn đề mà chúng tôi đã gặp phải, thì rõ ràng là 90% cũng là một cái tỷ lệ đáng khích lệ, đặc biệt là khi mà chúng tôi base trên cái scenario của cái financial model là medium. Đó. Nên là mức này là nhìn chung là cũng được các sếp gọi là đánh giá tốt. Ok, thì trong trong cái bản báo cáo này thì chúng tôi cũng nêu rõ
chừng 7 cái lesson learn. Tuy nhiên ở đây thì tôi cũng giới thiệu khoảng 3 cái lesson learn thôi. Ví dụ cái lesson learn đầu tiên là khi mà thiết lập một cái channel này thì chúng tôi tiếp cận theo hướng agile, có nghĩa là chúng tôi xây dựng nền tảng xong sau đó là build và launching từng sản phẩm một, từ sản phẩm dễ đến sản phẩm khó. Tức là dễ trước khó sau, ví dụ như các sản phẩm như là current account, saving account và term deposit là dễ là triển khai trước, rồi các sản phẩm khó hơn như là credit card hoặc là overdraft thì nó sẽ triển khai sau. À. Thứ hai nữa là chúng tôi chủ động build một cái customer experience platform, nó là một cái nền tảng chung để mà aggregate tất cả những cái channel mà có thể touch được với khách hàng. Có bao gồm phone này, rồi mobile này, rồi web này, vân vân, tóm lại là và counter nữa. Thì khi đó thì khi mà khách hàng đến thì chúng tôi có thể nhanh chóng nhận diện khách hàng, sẽ nhận diện được cái profile khách hàng và đoán biết được cái nhu cầu của họ để tăng cái tỷ lệ gọi là customer insight, tăng cái customer insight, từ đó thì tăng được cái tỷ lệ bán chéo cũng như là làm cho khách hàng hài lòng hơn. Tiếp theo nữa là chúng tôi cũng rất là creative trong các cái chiến lược về customer acquisition và marketing. Thì cụ thể là chúng tôi sử dụng các cái gamification hoặc là liên kết với các đối tác để bán chéo, rồi có những cái voucher đặc biệt hoặc là marketing thông qua kênh của đối tác là chủ yếu. Thì cái việc này nó làm cho chúng ta là dễ được tiếp cận đến một tập lớn các cái khách hàng của đối tác mà đã có profile khá là chắc chắn, tin tưởng. Trong khi đó thì chúng ta vẫn tiết kiệm được tiền, chứ chúng tôi không đổ tiền vào những cái quảng cáo theo kiểu public như là Facebook hoặc là Google hay YouTube, tại vì là điều đó nó sẽ đốt rất là nhiều tiền. Trong khi đó thì chúng ta marketing nó không cụ thể, tại vì chúng ta cái hồ sơ khách hàng nó không được cụ thể lắm. Nên là cái kênh này cũng là một trong những cái lợi thế mà giúp cho chúng tôi có thể acquire được khoảng 500.000 khách hàng trong năm đầu tiên, và đó là một cái tỷ lệ có thể nói là outperformance, tức là nó gấp đôi so với lại những cái kênh acquire truyền thống. Ok, trong cái phần tiếp theo thì chúng tôi có mention đến các cái deliverable như contract này, channel strategy tức là business strategy, rồi product design, các cái đặc điểm feature, rồi các cái chính sách về phí của product documents, user manual, rồi operational process, business KPI and dashboard, vân vân. Nó có rất nhiều những cái tài liệu khác, thì cái này các bạn có thể mention nó như là một appendix, hoặc là các bạn mention nó như là một cái phần của post đánh giá sơ dự án cũng được, cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên là quan trọng nhất là cái phần đánh giá sơ dự án là chúng ta phải nhận định được xem là so sánh được những cái KPI trong cái tài liệu mà chúng ta đã hứa khi mà kích off dự án và project management ấy, PMP, tài liệu PMP so với lại cái bây giờ sau 6 tháng hoặc 9 tháng triển khai thì nó như thế nào. Thì đó là cái điểm cốt yếu nhất. Ok, thì cái bài hôm nay nó cũng tương đối ngắn thôi. Chúng tôi đã walk through cho các bạn xem là cái dự án về Forma Digital Channel này thì chúng tôi đã đánh giá nó theo cái góc độ như thế nào. Thì hy vọng là sẽ giúp các bạn hình dung được rõ hơn xem là đánh giá sau dự án thì trông nó sẽ như nào. Thực ra thì nó cũng không có gì đặc biệt cả, nó cũng giống như cái việc mà các bạn review lại, bám sát theo cái sườn nội dung của tài liệu PMP và review lại xem là cái project performance của chúng ta đã thực hiện như thế nào và nó hiệu quả ra làm sao. Thì từ đó thì chúng ta cũng có thể đánh giá và tưởng thưởng cho cái team dự án để mà reward cái công sức của họ. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong các bài tiếp theo.